Năm mỹ nhân Hoa ngữ có duyên khán giả tốt nhất hiện nay, phim chẳng cần biết hay dở chỉ cần chiếu là được ủng hộ nhiệt tình. Dương Tử hot là thế nhưng chẳng thể đọ lại Đàm Tùng Vận. Lưu Diệc Phi nhan sắc còn thì địa vị còn. Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ cùng cạnh tranh vị trí đầu bảng. Trong làng giải trí Hoa ngữ, duyên khán giả là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng giúp các tác phẩm lẫn địa vị của dàn diễn viên thăng hạng đó. Và đây chính là năm sao nữ có duyên khán giả đáng ghen tị nhất hiện nay, chỉ cần góp mặt thì người ta sẽ ủng hộ ngay chẳng cần biết kịch bản có tốt hay không. Top 5. Dương Tử. Duyên khán giả của Dương Tử là thứ mà chẳng cần phải bàn cãi làm gì nữa. Từ khi còn là sao nhí, cô đã chinh phục được nhiều người nhờ vai Tiểu Tuyết trong bộ phim Nhà có con trai con gái rồi. Với ưu thế là con gái quốc dân, lại thêm diễn xuất ổn áp và khả năng vượng nam chính, các tác phẩm của Dương Tử luôn nhận được sự quan tâm của khán giả đó. Lẽ ra Dương Tử phải ở vị trí cao hơn cơ, nhưng vì màn thất bại khó tin của Trường Tương Tư 2 mà thứ hạng của cô nàng bị sụt giảm. Và người ta cho rằng lý do chính là sự cố chấp với danh đệ nhất mỹ nhân. Top 4. Đàm Tùng Vận. Trong dàn mỹ nhân thuộc lứa sinh sau năm 90, Đàm Tùng Vận có lẽ là cái tên im ắng nhất nhỉ. Cô hiếm khi xuất hiện trên các trang tin, hạn chế tham gia sự kiện, lại còn chẳng có nhiều tài nguyên quảng cáo ngon nghề. Thế nhưng, nếu bàn về riêng duyên khán giả trong mảng phim ảnh thôi thì Đàm Tùng Vận lại là cái tên đứng đầu đó. Chắc ít ai biết 3 năm qua, các bộ phim của nữ diễn viên đều nằm trong top rating cao nhất năm của Đài Hồ Nam nhỉ. Những tác phẩm do cô đóng chính như Cẩm Y Chi Hạ, Quy Lộ hay Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Dù chẳng được quảng bá rầm rộ nhưng vẫn được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Top 3. Lưu Diệc Phi. Đúng là Lưu Diệc Phi thất thế hoàn toàn ở mảng điện ảnh thật, nhưng nếu đọ về duyên khán giả màn ảnh nhỏ thì Lưu Diệc Phi chắc chắn sẽ ăn đứt nhiều người đẹp đồng lứa khác. Kể từ sau khi tái xuất dòng phim truyền hình với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đã chinh phục khán giả nhờ tạo hình cổ trang chuẩn không cần chỉnh, khí chất thoát tục. Tiếp theo đó, Lưu Diệc Phi lại chứng minh được sức hút đáng nể của mình khi hai dự án hiện đại tiếp theo là Đi Đến Nơi Có Gió hay Câu Chuyện Hoa Hồng đều tạo cơn sốt trên các trang mạng. Và dĩ nhiên, một phần nguyên nhân chính đến từ nhan sắc thần tiên tỷ tỷ của Lưu Diệc Phi. Top 2. Triệu Lệ Dĩnh. Trong dàn Tiểu Hoa sau 85 hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mặt dàn đàn chị Đường Yên, Dương Mịch để được bình chọn là cái tên dẫn đầu đó. Kể từ sau khi nổi đình đám với Lục Trinh Truyền Kỳ, hầu như năm nào Triệu Lệ Dĩnh cũng cho ra mắt tác phẩm xuất sắc. Từ ngôn tình như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Chuyện, đến chính kịch như Minh Lan Chuyện hay Gió Thổi Bán Hạ, đều được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung lẫn diễn xuất đó. Đã thế, cô còn thành công lấn sân sang mảng điện ảnh, hết hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong Điều Thứ 20 lại tái hợp Phùng Tiểu Cương ở Hoa Hướng Dương. Top 1. Tôn Lệ. Dù Triệu Lệ Dĩnh có nhiều thành tựu thật đó, nhưng nếu so sánh với Tôn Lệ thì cô vẫn phải ngậm ngùi lép vế thôi. Bởi dù sao Tôn Lệ cũng được đặt lên đẳng cấp thanh y hàng đầu xứ Trung với danh nữ hoàng truyền hình. Khi nhắc đến tên Tôn Lệ, khán giả có thể dễ dàng kể tên hàng loạt tác phẩm xuất sắc như Ngọc Quan Âm, Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện. Đã thế cô còn là thị hậu lừng danh với các giải thưởng danh giá của làng truyền hình. Có thực lực lẫn tài chọn kịch bản cuốn hút, việc khán giả luôn đặt chọn niềm tin vào cái tên Tôn Lệ, ủng hộ các tác phẩm của cô nhiệt tình cũng là điều dễ hiểu thôi.